Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái bài 6, bài số 7 giải bài toán mình cách lập phương trình rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài ôn tập chung 3. Sau bài ôn tập chung này chúng ta sẽ có cái đề kiểm tra một tiết các em nhé. Và sau khi mà thầy giải xong ở ôn tập chung 3 này thì thầy sẽ cho các em một cái đề thử để chúng ta giải. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài thứ nhất, đó chính là bài số 2. Như vậy thì trong quá trình học em nhớ đăng ký khóa học online cũng như là đăng ký kênh để chúng ta nhận được những cái video mới nhất từ kênh của thầy các em nhé. Ok, cảm ơn em. Tại các bài số 2 đi. Cho hai biểu thức A và B đây em. Hãy tìm các giá trị M để biểu thức ấy có giá trị thỏa mãn hệ thức. Câu A chúng ta là 2A cộng 3B thì sẽ bằng 0. Như vậy thì ở đây chúng ta có A là bằng như đây. Như vậy 2A thì các em nhân ở 2 với cái biểu thức này, 3 nhân biểu thức này thì bằng 0. Sau đó các em sẽ giải ra để đi tìm M, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, ta có, bây giờ ở đây chúng ta thấy chúng ta đã đi tìm cái điều kiện xác định của hai cái biểu thức A và B các em trước em. Nếu em bỏ qua bước này thì sẽ bị sai đấy. Ở đây thiếu, ok, được chưa nào? Như vậy thì cái điều kiện xác định ở đây nó ở dưới mẫu nên ta sẽ lấy mẫu này sẽ khác không. Như vậy M này nó sẽ khác âm 1 phần, phần 2. Và M này khác 1 phần, 1 phần 2. Được chưa nào? Như là nó khác cộng trừ 1 phần 2 đấy các em. Ok. Rồi, nghe đây thầy viết là M sẽ khác cộng trừ 1 phần 2 này. Cho nó rõ. Được chưa nào? Sau khi chúng ta đi tìm điều kiện gia đình xong thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành làm câu A là ở đây là 2A cộng 3B bằng 0. 2A thì bây giờ chúng ta nhân 2 vào đây. Như vậy thì ở đây chúng ta có là 2m cộng 1 ở đây cộng 3 nhân b đây là 42m trừ 1 bằng 0. Sau đó các em sẽ giải ra nhân vô thì ở đây nó tương đương là, như vậy 2 nhân 5 đây là 10, 2m cộng 1, 34 là 12, 2m trừ 1 sẽ bằng 0 ở đây. Đúng chưa nào? Như vậy khi đó cái mẫu thức chung của chúng ta đây chính là 2m cộng 1 nhân 2m trừ 1. Đó nào. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, m cộng 1 nhân 2m trừ 1, 1 nhân 2m trừ 1. Ở đây tử thì ghi lại này, lấy mẫu chung này chia cho mẫu này, mẫu thứ nhất thì ra được là 2m trừ 1, lấy cái mẫu chung chia mẫu thứ hai thì ra được là 2m cộng 1, cái này bằng 0. Sau khi có mẫu rồi thì chúng ta sẽ bỏ mẫu. Như vậy thì nó còn lại 10 nhân 2m trừ 1 cộng 12 nhân cho 2m cộng 1 bằng 0 ở đây, có được chưa nào? Thì đó chúng ta sẽ nhân vô thôi. 10 nhân 2 là bằng 20m trừ 10, 12 nhân cho 2 đây là 24m cộng cho 12 sẽ bằng 0. 20 cộng 24 thì bằng 44m trừ 10 cộng cho 12 thì bằng cộng 2 bằng 0 ở đây. Cái đúng chứ nào? Ta tương đương ở đây là 44m sẽ bằng âm 2. M bằng âm 2 phần 44, như vậy chúng ta chia 2 thì bằng âm 1 phần 22. Như vậy đây chúng ta ghi là chỗ đây chúng ta là M bằng âm 22 thì thỏa mãn điều kiện, điều kiện xác định. Vậy M bằng âm 1 phần 22 thì 2A cộng 3B nó sẽ bằng 0.
Đây là đi tìm điều kiện xác định trước em, sau đó các em đi làm câu A nhé. Câu A này. Tay sang câu B em nhé. Câu B. B nhé. Thì điều kiện xác định thì hồi nãy chúng ta đã tìm rồi, nên thầy không tìm lại nữa mà chúng ta làm luôn. Nhưng mà thì ở đây chúng ta thấy là A nhân B, lấy hai biểu thức này nhân lại với nhau. Hay là nhưng mà thì ở đây chúng ta sẽ tương đương là gì? 5 phần 2M cộng 1 nhân B, đây là 4 phần 2M trừ 1 sẽ bằng 5 trên 2M cộng 1 cộng cho 4 trên nhân 2M trừ 1. Được chưa? Ta tương đương tiếp. Tự nhân tự, mẫu nhân mẫu. Như vậy 5 nhân 4 2M cộng 1 nhân 2M trừ 1. Ở đây phía bên đây chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Lấy đây nhân ở đây, lấy đây nhân ở đây không nào? Như vậy 5 nhân cho 2M trừ 1 cộng 4 nhân cho 2M cộng 1 và 2 này nhân lại với nhau. Các em có hiểu không? Đó. Như vậy thì ở đây các em đã thấy cùng mẫu rồi. Thì chúng ta bỏ mẫu đi, chia hai vế cho cái mẫu này. Thì 5 nhân 4 đây là 20. Còn lại 5 nhân cho 2M trừ 1 cộng 4 nhân cho 2M cộng 1. Năm nhân hai là bằng 10m trừ cho 5 cộng 8m cộng cho 4. Được chưa nào? Đây 20 sẽ bằng là 10 cộng cho 8 là bằng 18m trừ cho trừ 5 cộng 4 là bằng âm 1. Có được chưa nào? Như vậy 18m sẽ bằng là gì? Chuyển cái này qua bên đây là 20 cộng cho 1. Như vậy 18m thì sẽ bằng 20. 21. Ta tương đương thầy là M sẽ bằng 21 phần 10 18. Như vậy ở đây chúng ta chia 3 đi, chia 3 là bằng 7 phần 6. Như vậy cái này thỏa mãn điều kiện xác định đúng không nào? M bằng 7 phần 6 thỏa mãn điều kiện xác định. Như vậy M bằng 7 phần 6 đó là thì A nhân B sẽ bằng A cộng cho B sao? Em hiểu nè, rất là dễ hiểu chứ không chẳng có gì phức tạp ha. Thầy nói những bài này nó không khó. Ok, chúng ta sẽ đi sang cái bài 63 các em nhé. Ta có bài 63 các em. Tính gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chỉ số phân thứ hai các em ha. Nhớ là dùng máy tính nó bỏ túi để về tính toán. Câu A, nên nó có x dạng phương trình tích các em ha. Cái mặt 2 nó có dạng là A nhân B bằng 0 các em. Thì người ta lấy A bằng 0 và B sẽ bằng 0. Hoặc các em ơi, hoặc thì thầy sẽ móc cái ngọt vuông ở đây. Đó. Còn các em không muốn trình bày ngọt thì các em cho đây bằng 0, các em ghi chữ hoặc. Hoặc cái này bằng 0. Cách trình bày nào cũng được hết em nha, nó không có sai đâu sợ. Ta tương đương tiếp. Như vậy thì ở đây chúng ta có chuyển vế đầu gió thôi. Đây là cộng này, cộng thì chuyển qua đây thành trừ. Còn ở đây các em thấy x ở đây là dương thì chúng ta sẽ chuyển số qua phía bên đây. Nhưng ở đây các em thấy ở đây x âm không à? Các em thấy ở đây x âm không? Thì chúng ta sẽ chuyển x ở đây. Như căn 2 của 5 ở đây sẽ bằng x đó 13. Ok, ta tương đương ở đây. Như vậy x này sẽ bằng âm căn 2 của 5 chia căn 2 của
13, tí nữa chúng ta sẽ tính đây. Và x này sẽ bằng là căn 2 của 5 chia cho căn 2 của bao nhiêu em? 10, 13. Có đúng không? Đây, căn 2 của 7 nhé. Đây 7 em. Mày hồn nhầm à? Đây là 7. Rồi. Đây 7 là 3 các em. Sao thầy ghi nó sai đề này nhỉ? Đây đúng rồi, cái đề này ghi đúng này. Cái đề rồi bằng này. Rồi. Rồi. Cái này là 3 chứ không phải 13. Bỏ ở chỗ đây đi. Cái bài đơn giản này mà ghi bị nhầm nha. Như vậy x này bằng âm căn 2 của 5 chia căn 2 của 13. Và x này sẽ bằng là căn bậc 2 của 7 chia cho căn bậc 2 của 3. Có đúng chưa nào? Rồi ok. Chính xác rồi đấy. Bây giờ bấm máy tính tính nha. Làm tròn đến chỉ số thập phân thứ hai em nhé. Âm này căn bậc 2 ở đây của 5 chia cho gì? Căn bậc 2 của mấy? 13. Đúng chưa nào? Như vậy thì nó gần bằng cái chữ số thập phân thứ hai là đây. Đằng sau của nó là chữ số 0. Nó rơi vào cái trường hợp là nó nhỏ hơn 5. Như vậy chúng ta bỏ đi. Như vậy ở đây nó sẽ gần bằng là âm 0,6012. Tính được như vậy, bây giờ chúng ta sẽ tính căn bậc 2 của 7 chia căn bậc 2 của 3. Đây, chữ số thập phân thứ hai chúng ta là số 2 ở đây. Có được chưa nào? Nhưng đằng sau số 2 này là số 7, nó lớn hơn 5. Chúng ta bỏ đi và cộng một đơn vị vào chỗ đây. Như vậy nó gần bằng là 1,53 các em nhé. Đó. Vậy cái tập nghiệm của cái phương trình, như vậy f của chúng ta sẽ bằng là ở đây là âm 0,62 với lại là 1,53. Đây nha. Ok, bỏ chỗ đây đi nha. Ta đi sang câu b em nhé. Đây sau 3b em, x bằng căn 2 của 2,7. Ghi đề lại nha. Nói nhiều quá nó bị đau họng em ạ. Không nói thì chúng ta lại không hiểu ha. Đây bằng 0 và đây bằng 0. Rồi. Thế nên là tương đương ở đây là x nhân căn 2 của 2,7. Chúng ta chuyển vế đổi dấu. Đây 1,54 này. Ở đây x dương rồi, thì giữ x ở đây. Sẽ bằng âm căn 2 của 1,02. X này sẽ bằng 1,54, chúng ta chia cho căn bậc 2 của 2,7. X này sẽ bằng là âm căn bậc 2 của 1,02 chia cho căn bậc 2 của 3,1. Như vậy ở đây em đã có 1.54 là chia cho căn bậc 2 của 2,7. Như vậy thì kết quả ở đây là các em thấy là làm tròn đến chữ số thập phân là số 3 đây. Đằng sau số 3 đó chính là số 7. Như vậy là lớn hơn 5, chứng tỏ chúng ta bỏ cái hàm phân này đi và chúng ta cộng một đơn vị vào chỗ số 3 này. Như vậy thì nó sẽ gần bằng là 0,94. Đúng chưa nào? Tiếp. Âm này căn bậc 2 của 1.02 chúng ta chia cho căn bậc 2 của 3.1. Đây nha. Số thập phân thứ hai là số 7 đây.
Thì sau đó số 3 người ta bỏ đi, nhưng mà kết quả ở đây là bằng âm 0,557. Vậy chúng ta trả lời vô. Vậy cái tập nghiệm của cái phương trình như vậy, S của chúng ta đây là 0,94 với lại là âm 0,557. Được chưa? Ok. Cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo các em nhé. Các em nhớ bạn nào chưa đăng ký vào kênh thì đăng ký vào kênh. Chưa đăng ký vào khóa online, nếu mà có điều kiện nha. Nếu có điều kiện thì đăng ký, còn có thì thôi. Nhanh nghe nha. Ok, cảm ơn em. Rồi, chúng ta trong clip này chúng ta sẽ đi sang bài 64 em nhé. 64, giải các phương trình sau. Cái đề bài cho phép thầy không ghi nhé, mà thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp trên đề bài và làm luôn. Ở đây các em thấy cái phương trình này có chú ẩn ở mẫu không? À không. Mà ở đây là 4, 7, 3, 6. Thì chúng ta sẽ đi tìm cái mẫu chung mà chia được cho 4, cho 7, cho 3 và cho 6. Các em hiểu nào? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành quy đồng lên. Ta khai chuyển ra, chuyển vế đổi dấu, và chúng ta sẽ giải ra để mà tìm được x. Như vậy theo em thì số bao nhiêu mà nhỏ nhất mà chia được cho 4, cho 7, cho 3 và cho 6 nè? 4 x 7 đây thì xem này, 4728 đúng không? 728 ở đây nhân 3 84, 84 có thể chia cho 6 được nè, được đúng không? Chúng ta ở đây chính là 84. Như vậy thì ở đây chúng ta tương đương này, 1234 1 này ở đây dấu trừ ghi lại này. Đó, các em hiểu nào? Đó, đó. Như vậy ở đây thầy ghi mẫu chung 84 này. Giờ các em sẽ ghi tử ở đây, 9x trừ 0,7 nhân, tí nữa nhân sau nhé, 5x trừ 1,5 nhân, đây 7x trừ 1,1 nhân, đây 5 nhân cho 0,4 trừ 2x nhân, tí nữa nhân sau nha. Mình là giờ lấy 84 chia cho 4, 84 chia cho 4 các em à, thì bằng 21 nhân ở đây 84 chia cho 7 là bằng 14 không nhỉ, 12 chứ, 84 chia cho 3 28, 84 chia cho 6 14, được chưa? Sau khi cùng mẫu rồi chúng ta bỏ mẫu ra. Trong quá trình bảo mẫu chúng ta nhân vô nha. Lấy 21, cái máy máy tính nha, nhân cho 9. Lấy 21 nhân cho 9 là bằng đây 189x này, trừ 21 nhân cho 0,7 bằng là 14,7 này, trừ mở ngoặc ra cứ để đó, 12 nhân 5 là bằng 60x trừ 1,5 nhân cho 12, ở đây 18 nha. Lấy 28 nhân cho 7 sẽ đem lại 196x. Lấy 28 nhân cho 1,1 bằng âm 30,8 này, trừ này, kem lấy 5 nhân cho 14 bằng 70 thôi. Tí nữa thầy nhân ở đây ra rồi đổi dấu luôn. Rồi ok, 189x. Cái dấu trừ đằng trước dấu ngoặc chúng ta bỏ ra. Lấy 70 nhân 0,4 bằng âm 28. Các em nhớ này, trừ với trừ này, trừ với trừ, ở đây thành cộng. 70 x 2 là 140x. Như vậy bây giờ thầy dồn xm là 189x này,
trừ 60x này. Ở đây dương này chuyển qua âm này. Ở đây dương này chuyển qua âm này. Cứ cái nào mà chuyển vế thì chúng ta đổi dấu. Rồi bây giờ thầy chuyển cái này qua, cái này và cái này qua bên kia. Như vậy đây trừ thì chuyển đây thành cộng này. Ở đây cộng là thành trừ nè. Rồi bây giờ bấm máy tính thôi em. 189 trừ 60 trừ 196 trừ 140 ở đây sẽ bằng là âm 207. Rồi bây giờ bấm là âm 30,8 này trừ 28 này cộng 14,7 này trừ 18 này. Được chưa? Rồi ok. Tương đương ở đây là x này sẽ bằng là âm 62,1 chia cho âm 207 bằng. Cái này chia cho âm 207 bằng 0,3 kìa. Vậy tập nghiệm của phương trình là, nhưng mà S ta là bằng 0,3. Được chưa? Em cứ thống nhất, chúng ta cùng thống nhất là chuyển x vào với bên trái và số vào với bên phải nhé. Nhớ chuyển vế thì phải đổi dấu. Vậy thôi. Dấu trừ đến trước trong ngoặc thì chúng ta cũng đổi dấu. Nhớ nhé. Rồi chúng ta đi sang câu B nhé. Đây sang câu B đi em. Đây đề bài này. 1, 2, 3, 4. Mẫu ở đây chung, mẫu chung chắc chắn là x trừ 1 nhân x cộng 3 rồi. Như vậy thì bước đầu tiên ta sẽ đi tìm cái điều kiện xác định. Đó chính là gì? X trừ 1 này sẽ khác 0 và x cộng 3 này sẽ khác 0. Vậy chúng ta tương đương ở đây là x sẽ khác 1 và x ở đây sẽ khác âm 3. Được chưa nào? Sau khi tìm điều kiện xác định xong thì chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Như vậy mẫu chung của chúng ta đây là x trừ 1 x cộng 3. Như vậy 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ quy giùm thầy là 4 cái gạch ra. Ở đây trừ. Đó. Các em cứ làm như thế là y xì thôi. Quy mẫu chung ở đây x trừ 1 x cộng 3. X trừ 1 x cộng 3. X trừ 1 x cộng 3. Cho nó hợp dưới nó hình khó viết kìa. Rồi. Như vậy ở đây chúng ta có là 3x trừ 1. Đây 2x cộng 5. 1 nhân. Như vậy các em sẽ lấy cái mẫu chung này chia cho mẫu này thì ra được x cộng 3. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nhân cho x cộng 3. Những cái bài này đòi hỏi chúng ta phải tỉ mỉ em nhé. Chứ làm gì còn sai một dấu hay sai một số là sai hết á. Đây chia đây thì ra được x trừ 1. X trừ 1 này chia ở đây á. Cái mẫu này người ta không ghi, người ta ngầm hiểu thì là số 1. Lấy này chia cho 1 thì bằng chính nó. Như vậy đây chính là x trừ 1 nhân x cộng cộng 3. Này chia đây thì bằng 1. Tại vì chính nó chia chính nó thì bằng 1. Cùng mẫu rồi, bảo mẫu trong trên bảo mẫu thì nhân này. Lấy 3x nhân x. 3x nhân x là 3x mũ 2 này. 3x nhân cho cộng 3 trở thành là 9x này. Trừ 1 nhân x là thành trừ, trừ x. Trừ 1 nhân cộng 3 thì thành trừ, trừ 3. Trừ ở đây. Mở ngoặc ra, từ từ bỏ ngoặc em nhé. 2x nhân x ở đây là 2x mũ 2. Trừ 2x. Cộng 5x. Trừ cho 5 bằng này. 1 thì chắc chắn ở đây là x nhân x đây x mũ 2 này. Cộng 3x trừ x trừ 3. 4 nhân 1 là 4. Rồi ok. Được chưa? Tương đương tiếp. 3x mũ 2 9x trừ x
thì còn lại là cộng 8x trừ 3. Ở đây thầy sẽ bỏ ngoặc đây, giao trường trước này. Trường 2x mũ 2 trừ với trừ đi thành cộng 2x, cộng thành trừ x cộng 5 x mũ 2 3 trừ x là trở thành là cộng 2x, trừ 3 trừ 4 là thành trừ 7. Được chưa? 3x mũ 2 trừ cho 2x mũ 2, ở bên đây còn là x mũ 2. 8 cộng 2 là bằng 10, 10 trừ 5 là còn cộng 5x, trừ 3 cộng 5 là bằng cộng 2, x mũ 2 cộng 2x trừ 7. Như vậy x mũ 2 với x mũ 2 này hết. Như vậy 5x chúng ta chuyển cái này qua âm 2x ở đây, trừ 7 ở đây là trừ 2, cộng chuyển thành trừ này. Ở đây là 3x bằng âm 9, có đúng không? Như vậy chúng ta tương đương ở đây là x này sẽ bằng âm 9 chia 3, thì x ở đây bằng âm 3. Mà ở đây cái điều kiện xác định ta là x khác âm 3, chứng tỏ cái này lấy hay loại. Loại đúng không nào? Như vậy thì ở đây nó có x bằng âm 3 không thỏa mãn cái điều kiện xác định. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm, cái tập nghiệm ở đây S là bằng tập hợp rộng, okay nhé. Câu B nhé. Chỗ quy đồng này chúng ta lưu ý phải chính xác hoàn toàn nhé. Trong quá trình nhân rồi bỏ ngoặc rồi đơn giản phải làm rất chính xác các em nhé, thì cái bài này nó ra được. Ok, ta đi sang câu C nha. Đang có câu C nha. Cái này thì không ghi nhé. 1, 2, 3 phân thức chọn là mẫu này. Theo em mẫu chung là bao nhiêu nè? Chúng ta thấy không? Cái mẫu chung của chúng ta chưa thấy được đâu em. Mà đây chúng ta phải đặt số 2 này chung thì các em thấy nhé. Tương đương này 3 trên cho 4 x trừ 5 cái đề đó đi, 15. 50 với 2 thì đặt 2 ra chung, bên trong đây còn lại là 25 trừ cho x mũ 2 bằng là âm 7 phần 6 x cộng 5 ở đây. Tương đương ở đây là hạng thức số mấy? Đây chính là hạng thức số 3. Thầy đưa về trở thành là gì? Cái gì em? Ở đây á, như vậy thì thầy phải đặt cái trừ đằng trước, bên trong này phải quay ngược trở lại thì nó ra được x trừ 5 nhân x cộng 5 em, cho như này là 5 trừ x mất. Như vậy thì ở đây thầy sẽ đưa về trở thành x mũ 2 trừ 25, thì chỗ này thầy phải có dấu trừ ở đây. Như vậy dấu trừ đó thầy sẽ đưa lên trên đây này. Đó, thầy phải làm như thế em hiểu được, chứ không làm nhanh thì em lại không hiểu. Cộng với trừ đây thành trừ ở đây. Đây thầy đưa về trở thành là x trừ 5 nhân x cộng 5 Nhưng mà thì chúng ta sẽ đi tìm cái điều kiện xác định của bài toán. Ở đây chúng ta có x trừ 5 khác không và x cộng 5 phải khác không. Như vậy x ở đây sẽ khác 5 và x đây sẽ khác âm 5. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Lấy nói về hệ số 4, 2 và 6 thì chúng ta sẽ là 12. 12 chia được cho 4, cho 2, cho 6 và cái biến thì lấy hai này nhân lại với nhau, mẫu chung thôi nè. Ta tương đương hình thành là 1 này. Rồi, trên tử chúng ta là 3 này, nhân này, 15 nhân này, 27 nhân này.
Thế này chia đây, 12 chia 4 thì được 3, nhân đây 3. Cái này chia này thì còn lại x cộng 5 ở đây. Này chia 12 chia 2 thì được 6, nhân đây 6 này. Đây chia đây thì còn lại 1, nhân đây 1. 12 chia 6 được 2, nhân ở đây x cộng 5 thì chứng tỏ đây còn lại x trừ 5. Đúng chưa các em? Sau khi ta quy đồng xong, ta bỏ mẫu 9, 3 x 3 9, 9x, 9 x 5 là đây là 45. 15 nhân cho 6 là ở đây là bằng âm 80 này. Âm 14x này, âm nhân âm là dương này. 14 nhân cho 5 thì bằng là 70 đúng không? Đúng rồi. 9x 45 mà trừ cho 80 thì bằng ở đây là âm 35. Bằng âm 14x cộng 70. Ta chuyển vế đổi dấu. Đây là 23x. Ở đây là 105 đúng không? Đúng chưa? Xin lỗi các em, 15 nhân 6, 65 30. Cái này 90 à? Hay nhầm cái gì? Nhưng mà 45 ở đây là âm 45 này. Như vậy đây là 115 nha, nhầm chỗ đây. Như vậy ở đây chúng ta tương đương là x này sẽ bằng là 115 chia cho 23. Như vậy 115 chia cho 23 thì bằng 5. Mà ở đây x chúng ta khác 5. Chứng tỏ cái này phải là nghiệm không? Không đúng không? Tập hợp rỗng chứ. Cái này là loại này, nghĩa là không thỏa mãn điều kiện. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. S này sẽ bằng tập hợp rỗng, được chưa? Các bước làm thì đúng rồi, nhưng mà do thầy tính chỗ kia bị nhầm. Đây 45 này. Ok, ta đi sang câu D. Ta đi sang câu D. Tán x mũ 2. Ở đây ta thấy đây là hạng thức số mấy em? Đây hạng thức số 3, ta đưa về 1 trừ 2x nhân cho 1 cộng 2x. Có đúng chưa nào? Đó. Sao chỗ này nhiều kiếm vậy? Nó cắn. 2x ở đây là chúng ta đặt số máy nói chung, số 3 ra chung. Bên trong này nó sẽ là 2x trừ 1, mà đây là 1 trừ 2x, nên chúng ta chuyển trở lại trở thành 1 trừ 2x. Thì ở đây thầy sẽ thêm cho trừ ở trên đây. Giờ thầy làm nhanh một bước em, theo hiểu nè. Đáng lẽ nó sẽ là 2x trừ 1, nhưng mà bây giờ thầy muốn trở thành 1 trừ 2x thì bắt buộc phải thêm cái dấu trừ đằng trước đây. Mà dấu trừ đấy đưa lên trên đây. Ở đây thầy sẽ đặt 4 ra chung, bên trong là 1 cộng 2 2x. Đó, bây giờ đã thấy cái điều kiện xác định chưa? Một trừ 2x khác 0, 1 cộng 2x này khác 0. Như vậy x này sẽ khác là 1 phần 2, và x sẽ khác âm 1 phần 2. Được chưa nào? Như vậy thì đây 3 với 4, như vậy mẫu chung ta đây là 10, 12 nhân cho 1 trừ 2x nhân cho 1 cộng 2x là mẫu chung. Những bài này không phải là ai làm cũng được đâu nha các em. Có cái sự biến đổi rất linh hoạt ở trong đó, mà chúng ta cần phải nắm chắc thì chúng ta mới làm được. Tự các em cứ ghi lại đi.
Lấy mẫu này chia đây, 12 chia cho 3 thì được 4, nhân ở đây. Rồi, ở đây chắc chắn là nhân 1 ở đây rồi. 12 chia 3 cũng là được 4. Đây chia này thì còn lại là 1 cộng 2x ở đây. 12 chia 4 thì được 3 ở đây. Và 1 cộng 2x thì chứng tỏ đây chỉ là 1 trừ 2x. Đúng chưa? Đó. Sau khi ta quy đồng xong, ta sẽ bỏ mẫu đi. Trong trình bỏ mẫu ta nhân vô, 4 x 8 thì bằng 32x cộng 2 trừ 2, 4 thành trừ 8x, cho nên 1 cộng 2x ở đây, trừ ở đây 3, thì ghi cái này lại dễ nhìn. Giờ thì nhân ở đây vào. Rồi, trừ 3, đây nhân vào đây, 1 nhân vô thì trở thành 1 trừ 2x ở đây, cộng 8x trừ 16x mũ 2. Trừ 3 nhân vào đây là trừ 3 này, trừ với trừ thành cộng này, 6x trừ 38 24x cộng ở đây là 48x mũ 2. 32x mũ 2 ở đây cũng là 32, xé hồi nhỉ, hai này trực tiêu này, còn 32x mũ 2 ở đây trừ 8x và cộng cho 6x. Không biết tính chắc em, thầy là thế đấy. Âm 26x ở đây là trừ 3. Như vậy hai nền trực tiêu, như vậy chúng ta chuyển âm 26 ở đây là 26x bằng âm 3. X đây bằng âm 3 phần 26, cái này là thỏa mãn này. Hay là thôi mọi người lo thỏa mãn điều kiện xác định ngang, hay là các em gọi là lấy. Vậy cái tập nghiệm của cái phương trình, như vậy F của chúng ta đó chính là âm 3 phần 20 16, được chưa? Được chưa? Rồi. Tiếp xong em nhé.